Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Và trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin dự báo cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn khu vực tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, trên sông Đà tại trạm Bắc Ma, sông Nậm Na tại trạm Nậm Giang, mực nước dao động theo điều tiết từ các hồ chứa của thủy điện. Trên khu vực của sông Nậm Mu tại trạm Ta Sa và sông Nậm Bum tại trạm Nà Hừ, mực nước biến đổi chậm theo điều tiết từ các hồ chứa thủy điện. Dự báo cảnh báo trên sông Đà tại trạm Bắc Ma, sông Nậm Na tại trạm Nậm Giang, sông Nậm Bum tại Nà Hừ và sông Nậm Mu tại Ta Sa, mực nước tiếp tục biến đổi theo điều tiết từ các hồ chứa thủy điện. Không có khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm có thể xảy ra trong vòng 24 giờ tới và cũng không có khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động về kinh tế xã hội. Chuyển sang phần dự báo chi tiết. Nhìn chung, thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, trời có mưa rào và dông vài nơi, trong ngày có nắng. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 35 độ. Khu vực vùng núi cao từ 17 đến 27 độ và độ ẩm dao động trong khoảng từ 55 đến 95%. Chuyển sang phần dự báo các nơi trong tỉnh như sau. Khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 20 đến 30 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Mường Tè có nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 22 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Khu vực của huyện Sìn Hồ nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên có nền nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 22 đến 34 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Nậm Nhùn được dự báo có nhiệt độ trong khoảng từ 22 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Khu vực huyện Tam Đường có nền nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 22 đến 34 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 22 đến 34 độ và độ ẩm dao động trong khoảng từ 55 đến 95%. Cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ với nền nhiệt độ được dự báo trong khoảng từ 22 đến 35 độ, độ ẩm 55 đến 95%. Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.